Hey, chào chào Hùng. À, chào anh Hoa. Hôm nay là mình rất là vui bởi vì tìm được thời gian Hùng chia sẻ cái câu chuyện là đi học như nào, sau đó là làm startup như nào ở Việt Nam, rồi sau đó là một hồi lòng vòng lại quay lại cái con đường là bây giờ bỏ Việt Nam đi học nhạc ở Mỹ. Và cái học viện mà Hùng đậu vào ấy, nó là một những học viện rất là tốt ở Mỹ, nằm trong top top 3, top 5 gì đó. Ở Mỹ. Thì câu chuyện này rất là thú vị và mình có nói chuyện trên Facebook rồi và có nhiều người rất là thích và nhiều người rất là muốn nghe cái câu chuyện của em. Ok. Thế thì đầu tiên anh sẽ không giới thiệu nữa bởi vì anh giới thiệu nó sẽ mất thú vị đi. Bây giờ anh nghĩ là Hùng có thể giới thiệu một sơ về cái background của em và chuyện học hành như thế nào rồi sơ lược sơ qua để cho mọi người cùng nắm, mình sẽ đi vào chi tiết hơn. Ok. Ok. Thì chào anh Hoa, chào tất cả mọi người đang xem kênh em tạm gọi là Trung Hoa TV đi. Đó. Thì bản thân của em thì hiện tại thì em đang chạy một cái business ở Việt Nam. Đấy. Nhưng mà khách hàng chủ yếu thì ở ngoài em làm về phần mềm. Nói chung là các cái loại phần mềm mà trên chạy trên nền web với lại trên nền mobile. Thì đó. Rồi trước đây thì em học ở bên ở đầu tiên em học tốt nghiệp ở Việt Nam về ngành điện tử viễn thông. Sau đó thì học ở viện bưu chính viễn thông, sau đó thì em qua Mỹ làm PhD theo cái diện của bổng VIA. Được một kỳ thì bắt đầu em bỏ, tức là em bỏ cái ngành mà em theo PhD, tức là ngành Electrical Engineering, em qua Computer Science. Sau đó thì em cũng nhận được offer làm PhD nhưng mà em quyết định là em chỉ lấy làm Master thôi. Và em sau khi em làm xong Master đó thì em về Việt Nam. Em về Việt Nam trong quá trình đó em cũng có làm việc cho một công ty ở Mỹ nhưng mà đặt ở Việt Nam trong vòng khoảng 6 tháng, giống như một công việc tạm thời, vì cái ý định của em về cái là em sẽ làm startup ngay. Thì trong quá trình đó thì có người giới thiệu thì em cứ làm, tại vì mình có thêm thu nhập, mình có thêm kinh nghiệm, mình xem, mình chưa đi làm bao giờ mà mình xem một công ty nó tổ chức như thế nào rồi các thứ, xong mình lấy được cái kinh nghiệm đó rồi thì trong quá trình đó em cũng gọi thêm bạn bè các thứ để mà tập trung làm cho cái startup của mình. Sau sáu đúng 6 tháng thì em cái công ty Ok. đến giờ thì nó đã chạy được khoảng 6 năm rồi. Ok. Thì nói chung cái câu chuyện công ty anh muốn nói chuyện sau đi. Bây giờ anh muốn xoáy vào cái chuyện là khi mà em qua Mỹ học PhD theo diện VIF ấy, và em học PhD. Hiển nhiên cái giai đoạn mà em xin đi học PhD chắc là em cũng có một cái ham muốn gì đó phải lấy được cái bằng tiến sĩ đúng không? Đúng rồi, Thì sao cái tự này chính. tự nhiên là cái motivation nào mà làm cho em chuyển bỏ hẳn PhD mà lại xin qua học master thôi, trong khi người ta cũng offer PhD về computer science? Thì nghe tiến sĩ thì lúc đó là ai cũng muốn nghe, dân là rất là bách ra, em cũng rất là thích việc đó. PhD gần như gọi như là cái trong cái thang bậc học vấn thì nó là lên cái mức là cao nhất đấy, sau đó là thành giáo sư, thì em cũng rất là muốn cái đó. Tại vì nhà em thì có cái truyền thống về học hành đấy, có truyền thống học hành thì ai trong nhà cũng muốn là em phải đạt được cái đó. Nhưng mà xong sau đó thì em nhận thấy là bây giờ kiểu như em học PhD thì ví dụ như mất 4 năm chẳng hạn, học 2 năm master rồi thêm 2 năm nữa là PhD, thì bây giờ em có thể đánh đổi là bị như 2 năm đó, thay vì em làm PhD thì em sẽ làm startup ở kỳ. Tại vì thực sự là cái mong muốn mà em làm startup nó lớn hơn so với là cái mong muốn mà em đi nghiên cứu đó. Qua Mỹ thì nó cho em nhận định rõ một điều là cái thực sự mình muốn cái gì, chứ không phải là chỉ là chạy theo cái danh hay là cái một cái học vị hay cái gì đó, mà nó phải kiểu phải thực tế Ok, đó. thế thì cái điều đó chứng tỏ là khi mà em qua Mỹ em mới thay đổi cái nhận thức về cái chuyện đó. Đúng Tức rồi. là qua cảm thấy cái sự tự do và nó khác hẳn đúng không? Và cái mong muốn giống như nãy em nói, cái mong muốn làm PhD là mong muốn của gia đình. Và cũng có thể lúc trước đó cũng là mong muốn của em, nhưng mà cái mong muốn của gia đình nó nhiều hơn đúng không? Nhưng mà sau đó lại em thay đổi và em cảm thấy là em muốn làm startup cho nên em mới chuyển. Anh nghĩ đó là một cái quyết định nó rất là khó khăn ấy và rất là lớn đấy. Có thể gia đình có thể phản đối. Đúng rồi. Thì lúc mà em bảo em nghỉ thì
ba muốn nói là kiểu như là cái này là cái mà người ta mơ ước mà người ta không không có được, mà mình được thì mình mà mình lại bỏ. Thì lúc đó thì em cũng bảo là bây giờ là em có hai, tức là tuổi trẻ nó thì nó chỉ qua một lần thôi. Em sợ, cái em sợ nhất là sợ mà mình mất cái nhiệt huyết đi ấy. Tại vì cái lúc mà mình, ví dụ mình càng có tuổi lên thì mình sẽ mong muốn nó ổn định, thì em nghĩ là như vậy, mình sẽ mong muốn ổn định, cho nên là em rất là sợ cái đó. Thì mình tha mình bây giờ mình vấp ngã mình có thể đứng lại được, nhưng mà khi mà giả sử như mình 50 tuổi hay gì đó rồi mình mới bắt đầu mình vấp ngã một lần thôi là không bao giờ mình chạm gặp lại đó. Và còn cái PhD thì em nghĩ là mình làm lúc nào được, em nghĩ thế. Tại vì ông giáo sư của em là ông tên là Stevenson ở Clemson, thì ông đó là ngày xưa là ông đi lính ở Việt Nam, ông đi lính ở Huế, thì ông cũng đến 40 tuổi ông mới mới làm xong tiến sĩ, sau này ông lên giáo sư về 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 về, về bên computer science. Thì cũng bình thường, em thấy ok đó, thì cái việc làm PhD thì mình làm trước cái làm sau gì cũng được mà đâu có vấn đề gì đâu. Nhưng mà cái startup ấy, thì nếu mà mình không không làm sớm, vì cái này là một cái mà em chưa có kinh nghiệm bao giờ, đúng không? Em trong nhà em cũng không phải là không có ai kinh doanh hết. Thế mà nếu mà mình đã không có kinh nghiệm kinh doanh, cũng không có ai chống lưng, mình lại sợ hãi, mình không dám bắt đầu sớm, thì sau này mình vấp ngã khá là bảo đảm là không bao giờ dám bước lên nữa. Anh À, nghĩ thì em đổi thôi, em định đổi thôi. anh nghĩ cái suy nghĩ của em rất là thú vị. Khi em kể về ông giáo sư của em ấy, thì anh nhớ ông hiệu trưởng của trường anh hiện tại đó, là ông cũng là À. bên Việt Nam. Ông qua bên này hình như là cũng phải 40 mấy tuổi ông mới về, ông học tiến sĩ và bây giờ ông làm hiệu trưởng trường anh 30 năm. Thì À. đúng là cái câu chuyện, nếu như thực sự mình muốn làm cái, muốn đạt được cái học vị tiến sĩ ấy, thì mình có thể làm sau này cũng được. Và anh nghĩ cái việc nếu mà mình muốn và mình có cố tâm, thì cái chuyện làm tiến sĩ nó đơn giản, nó không khó. Nhưng mà cái mà như em nói là phải tận dụng sức trẻ, tận dụng cái sự liều mạng mạo hiểm của sức trẻ để làm startup, thì cái đấy khi mình càng ngày càng già thì cái sự liều mạng của mình nó sẽ giảm đi rất là nhiều, cái nhiệt huyết của mình nó giảm đi rất là nhiều. Và anh nghĩ cái đây mới là cái điều mà điều quan trọng. Ok, thế thì em quyết định học master đúng không? Sau đó học master thì em không học nữa và em quyết định là về nước. Tại sao em? Tại vì em rất muốn làm startup ở Mỹ hay là ở Việt Nam? Tại sao em lại về Việt Nam? Thực ra thì em muốn làm startup ở Mỹ hơn là làm ở Việt Nam, nên là thành ra là em thấy là cái khách hàng của em, đối tượng khách hàng của em là cũng ở nước ngoài, như nó ở trong Việt Nam á. Thì cái lúc đó là vì em theo cái học bổng, vì đó là nó ràng buộc là em phải về nước 2 năm đó. Nếu mà em dù cho dù em có xin được việc thì em cũng chỉ được ở lại có 1 năm rưỡi thôi Rồi, đó. anh biết cái vụ đấy là có rất nhiều người vợ nhiều bị. Thì mà lúc đó thì kiểu như bảo vệ xong rồi gấp quá, em cũng không không có xin được việc ngay, em về luôn. Em về về luôn. Thì nó là như vậy thôi, nhưng mà em vẫn mong muốn là sang lại Mỹ, để mà có điều kiện để em vẫn startup ở Mỹ là bình thường. Ok. Thế thì em học về điện tử viễn thông, nhưng mà em học chỉ có 2 năm master bên computer science. Thế thì với kiến thức 2 năm đấy nó có đủ cho em để nói chung là đủ 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 khỏe để nó giúp em làm startup tốt không? Thực sự ra thì cái học học master ở bên bên computer science nó thì nó chỉ là giúp em một phần thôi. Nó tại vì em học về cái gọi là software architecture thì nó khác hẳn trong với những cái trước mà em học, nó giúp em mở rộng cái mindset của em ra. Tại vì nó là cái tư duy về cái hệ thống á, thì nó không chỉ giúp em về cái phần mềm mà nó giúp em về cái cách mà em tổ chức công ty rồi này nọ như thế nào, chia công ty ra như thế nào rồi các thứ đó, thì nó giúp em cái đó. Còn về cái phần mà về cái chuyên môn về công nghệ thông tin ấy, thì em không học nhưng không không học công nghệ thông tin, nhưng mà thực chất là trong cái máu của em là cái máu của dân dân lập trình rồi. À, tại vì từ năm lớp 7 là em đã bắt đầu đi thi, em bắt đầu đi thi các cái giải rồi, lớp 7, lớp 8, lớp 9 thì em thi hết, lớp 11 em cũng thi, 11 là em vào giải quốc gia tin, 2 em vào giải quốc gia toán. Xong rồi vô đại học thì em thi có giải Olympic tin rồi giải ACM rồi giải Olympic toán nữa, tức là hai cái toán tin của em là cái gốc của em rất là vững rồi. Nên thành ra là mà giống như về bên 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 công nghệ thông tin thì anh cứ
anh nắm chắc cái gốc, nắm chắc mấy cái thuật toán đấy, nó các thông tin những thứ khác nó giống như kiểu là cái nồi công với là cái chiêu thức vậy thôi. Thì Ok. khi mà anh có cái nồi công thì cái chiêu thức anh học máu lắm. Ok rồi, đồng ý. Chiêu thức là mình biến hóa khôn lường đúng không? Alright. Thế thì cái góc của em là hồi xưa phổ thông như vậy rất là tốt đấy, rất là vững ấy, nó xịn hơn anh rất là nhiều. Nghe chia sẻ đó. Rồi thế thì em có thể chia sẻ với cái quá trình em nói hồi nãy, em nói là em đi làm 6 tháng đúng không, trong một công ty của Mỹ, sau đấy là em mới bắt đầu học hỏi kinh nghiệm, và với những cái thứ mà em học được trong quá trình mình làm master mình có thể set up ngay một cái công ty. Thế thì những cái giai đoạn đầu ấy, nó khó khăn như nào, và có những cái điều gì mà em thấy là em có thể nhớ nhất trong quá trình mà em làm mở công ty để nó có thể vượt qua được cái giai đoạn đấy và nó bình vững tới giờ. Nó có nhiều thứ để nhớ lắm đấy, kiểu như là từng ngày một là trải qua cái trải nghiệm của mình trong cái thời gian đó, nó rất là khác so với cái việc mà mình đi làm. Thì nói chung là em quay làm từ ngày xưa một tí, là lúc mà em nhỏ là lúc nào là kiểu như ba mẹ em cũng dạy là sau này con phải đi du học, từ nhỏ xíu sau này con phải phải làm giám đốc, con phải mở công ty này. Thì cái đó nó tiêm vào trong đầu em từ từ nhỏ luôn rồi. Nó tiêm vào từ rất là sâu luôn rồi, cho nên thành ra cái mong muốn của em là sau này mở công ty là nó là từ lúc đó luôn. Thì khi mà em về nước một phát đó, thì em việc đầu tiên là em kêu mấy đứa bạn của em lại để kêu gọi làm chung, góp vốn làm chung. Lúc đó thì em cũng không em bất kể, gọi là không cần biết là mày có kinh nghiệm gì về lập trình về đồ này, nó cứ về đây là tao sẽ bảo cho. Mà những thằng làm chung với em nó toàn đều không phải những công nghệ thông tin hết, toàn là nhân viên, không có ai mà có kinh nghiệm gì về công nghệ thông tin hết. Xong rồi em mới phân mỗi đứa một một mạng, là thằng này thì mày thích design đúng không, tao cho mày design, mặc dù mày không biết gì design tao cũng cho mày làm design với lại làm nhân sự luôn. Rồi thằng này muốn làm kỹ thuật cho mày làm technical manager luôn, kiểu như thế. Mỗi mỗi tháng cứ mỗi tháng một mạng để cho nó đủ cái cơ cấu của một cái công ty, cho nó chuẩn cái đã, rồi sau đó mình sẽ tối ưu nó sau. Chứ mình không ngay đâu mà mình cầu toàn quá thì nó cũng khó. Rồi lúc đó bọn em chia nhau ra là vì em có thời gian 6 tháng là để đi làm, rồi các mấy đứa kia thì nó cũng đang có công việc ổn định, mà em phải thuyết phục nó là bọn mày muốn thành công bọn mày phải nghỉ việc, chứ không được kiểu như vừa chân trong vừa chân ngoài. Thì em cũng có kêu những người khác, những ai mà không nghỉ việc là em không có đồng ý để làm chung với em, tức là tất cả đều phải nghỉ việc. Và bọn em hẹn chung một ngày là ngày 31 tháng 3 là đồng loạt, tức là trước đó thì đồng loạt là nộp đơn nghỉ việc, thì ngày 31 tháng 3 là đồng loạt ra, rồi ngày 1 tháng 4 là bắt đầu làm. Ngày đúng ngày cả tháng 4 là ngày hôm qua À, đó, đúng ngày hôm tức là nay ấy, đúng ngày hôm nay, bên anh là vẫn ngày hôm nay. bên anh thôi đó, là đúng ngày cả tháng 4 là tất cả là bắt đầu là ra làm. Thì trong quá trình mà trước trước khi mà ra làm đó, thì là em nhớ là bọn em làm là theo kiểu là buổi tối là bọn em phải dành ra, trong ngày là bọn em phải dành ra 2 tiếng để làm việc. Mình còn công việc full time kia thì mình phải dành ra 2 tiếng. Thì nếu mà ví dụ như anh làm 2 tiếng mà hôm đó không đủ, anh phải đóng 50.000. Ngày hôm sau anh phải làm bù, nếu mà không đủ, nếu mà phải bù được cho trước ngày hôm trước này đúng không, nếu mà không bù đủ nữa anh phải đóng thêm 50.000 nữa để cho nó có cái động lực để bọn em làm việc ấy. Đó kiểu ơi kiểu thế, rồi nó Rồi có nhiều 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 thứ lắm. thì đấy đấy là cái giai đoạn bắt đầu, thì cái hợp đồng đầu tiên của em nhận được sau khi mình mở công ty là sau đó là bao lâu? Thì cái lúc đầu là bọn em ra là bọn em định làm mấy cái sản phẩm, chứ không phải là đi, không phải là làm cho khách hàng đó. Nhưng mà sau một khoảng một thời gian thì anh biết là làm product này nó khó khăn, nó đâu đâu có đơn giản đâu, nó đó là cái loại mà đầu tiên cái gớm nhất luôn. Thì trong quá trình đó thì thằng một thành viên trong nhóm là có một cái dự án ở ngoài đưa vào. Thì lúc đầu là làm thì lúc đó lúc đầu là bắt đầu chỉ có một mình em làm trước, xong người ta thấy lúc là em lấy kiểu như tư cách là cá nhân ra em lấy cái dự án mà em làm nhưng cá nhân của em thôi. Xong mà sau đó mà họ thấy mình làm tốt thì bắt đầu họ mới hỏi là bây mày có bạn có
họ cần thêm người á, có thêm bạn bè hay gì đó không, thì em mới kéo dần những người trong 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 công ty vào. Thì lúc đầu em cũng không không gì không dám nhận mình là kiểu như là tư cách pháp nhân đâu, mà mình chỉ nói là dựa trên kênh doanh nghiệp cá nhân đó. Sau khi mình đủ lợi, mình ở đâu mình mới tuyên bộ là mình là công ty, bây giờ là làm việc của công ty không phải là làm việc của em nữa đó. Rồi xong rồi từ đó mình có được ngay, nói chung ngày xưa là thường vàng hà cảm gì bọn em làm hết, ví dụ như việc mấy chục đô bọn em cũng làm cả ngày cả đêm, làm cỡ nào cũng làm hết, tức là nói chung cứ có tiền là mình phải làm. Xong sau này rồi mình phải thức đêm, tại vì làm việc của bọn Mỹ thì bọn nó giống như anh ban ngày thì em ban đêm đó, mình phải làm cả ngày cả đêm rồi làm cuối tuần này nọ nữa. Sau này bắt đầu mình có tiền lên thì bắt đầu mình chọn lựa được khách hàng, rồi mình bắt đầu chuyển lại là khách hàng sẽ làm việc theo giờ của mình này nọ thứ, mình cứ chuyển dần như vậy. Ok, tức là cũng qua một cái quá trình gọi là cày cuốc khủng khiếp đúng không? Thì sau sau 6 năm em thành lập cái công ty đấy, thì công ty nó bây giờ nó có bao nhiêu nhân viên, và cái thu tổng thu nhập của công ty hàng năm năm đó là nó bao nhiêu, nếu mà có thể chia sẻ được. Em khoảng 40 40 mấy nhân viên á, 40 mấy nhân viên, và cái doanh thu của em thì giống như năm ngoái là nó tầm khoảng 800 ngàn. 800 nghìn thì khoảng tầm 10 10 17 18 tỷ. Mười Mấy mấy tỷ đấy. 17 tỷ và cho 40 người. Như vậy sau khi chia hết ra thì cái tổng lợi nhuận chắc nó còn tổng 20 đến 30% đúng không? Khoảng 20-30% thì năm nào nó sẽ À, năm nào cái số đó, thì bên công nghệ thông tin thì được cái tỷ suất lợi nhuận nó cũng khá là cao. Cái chi phí là chủ yếu là dành cho nhân sự, chi phí nhân nó sự là cao nhất, thế mà. còn mấy cái chi phí khác thì nó cũng không có bao nhiêu. Thậm chí bên em còn không không có marketing Anh biết là luôn. công ty em có mở mấy cái kênh YouTube mà, để mà cho Có nên nghĩ đấy là một những phương án phương pháp marketing free tốt nhất. mới gần đây thì em mới mới có cái bộ phận marketing ấy, còn trước đây là không có lắm. Thì là cách mình khách hàng là giới thiệu, là tự rồi là tự tìm đến bằng cái cách nào đó, là tự tìm đến còn lại. Ok. Thế thì sau anh nghĩ là cái con số thật ra nó, nếu mà nói về cái chung ấy, nhìn chung ấy, thì nó chưa phải thực sự rất là cao đúng không? Nhưng mà anh thấy như như em làm trái ngành rồi sau đó lập công ty rồi bao nhiêu kiến thức bên 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 quản trị này nọ mình phải học hỏi thêm rất là nhiều. Và bây giờ có được hơn 40 người làm trong công ty anh nghĩ nó cũng là một cả một vấn đề. Và ít nhất là cái công ty đó nó đang phát triển. Thì theo em ấy thì trong cái 6 năm đấy thì cái giá trị lớn nhất nào mà em theo đuổi để mà xây dựng, ví dụ như văn hóa công ty hay là văn hóa công ty của em nó như thế nào, và cái giá trị lớn nhất nào mà em theo đuổi để mà em có thể thỏa mãn với cái cuộc sống của mình và có thể cân bằng với công việc ở công ty. Thì cái giá trị mà em theo đuổi là cái sự tự do. Quan trọng nhất là cái tự do, tức là tự do của mình là có nhiều cái thể loại tự do đó. Tự do về về tiền bạc, tự do về tài chính, tự do về thời gian, rồi tự do về đi lại nữa. Thì cái đầu tiên là cái tự do về tài chính, thì rõ ràng là mình làm mình có tiền, mình tiền nhiều thì mình tự do tài chính rồi. Nhưng mà ví dụ như anh làm được nhiều tiền mà xong rồi anh làm gọi là 24 đến 24 chẳng hạn, thì lúc đó anh đâu có thời gian, anh cũng đâu có tự do về về, về về cái thời gian. Nên là thành ra là mình phải cân bằng giữa hai cái. Tức là nó có cái khái niệm mà ví như cái thu nhập tuyệt đối nó khác với thu nhập tương đối. Thu nhập tuyệt đối của anh bây giờ có thể một một ví dụ như chẳng hạn như em bảo là thu nhập tuyệt đối của anh là 10 ngàn đi, nhưng mà anh làm full time tức là 40 tiếng một tuần chẳng hạn, so với lại thu nhập của em chỉ có 1 ngàn thôi, nhưng mà em làm 10 phút một ngày thì cả hơn Cái như này nó làm anh mới nhớ đến cái chuyện là khi mà người ta so sánh việc làm giáo sư ở Mỹ và làm ở ngoài industry á, hiển nhiên cái lương của giáo sư ở Mỹ nó không có cao bằng lương ở ngoài industry, nhưng mà khi mà nói về chuyện giảng dạy á, thì như anh dạy một tuần anh làm khoảng tầm 12 tiếng, dạy 12 tiếng, hiển nhiên là ở những trường research nó dạy thấp hơn nhiều, nó dạy thậm chí tầm vài 3-4 giờ vậy thôi. Nhưng mà ở ngoài nếu mà làm industry lương có thể nó gấp đôi mình, nhưng mà nó phải làm thời gian khoảng thời gian làm nó có thể làm hơn mình rất là nhiều, nó phải làm gấp 4, gấp 5, thậm chí gấp 6, gấp 7 lần mình. Thế thì đúng là cái giá trị đó nó khác hẳn.
Nên là cái mà em nói rất là thú vị. Nhưng anh nghĩ rất là phù hợp, đặc biệt là đối với người trẻ và có gia đình, mình cũng cần có thời gian cho gia đình cái để mình enjoy cuộc sống của mình nữa, đúng không? Nhưng mà cái anh nhớ có một lần nói chuyện với cậu nhân viên của em ấy, thì nhờ cậu làm gì đó thì cậu bảo là em anh có nghe cái câu chuyện đấy, bởi vì hôm đó anh em mình có nói chuyện voice, thì em thả ra cho cậu là em thích làm gì làm, và em sau đó em có chia sẻ với anh là cậu đó rất là tự do trong cái việc tìm ra những cái giải pháp để xử lý những cái vấn đề xung quanh trong công ty. Thế thì anh nghĩ em có thể chia sẻ về cái sự tự do, cái vấn đề đó như thế nào không? Đó là tức là để mà xây dựng được cái văn hóa công ty như vậy rất là khó chứ không phải dễ. Thì đúng là như thế. Thì tức là em là xuất phát là dân kỹ thuật, mà mình làm kinh doanh là mình có nhiều cái nó thiếu sót. Ví dụ như anh quá giỏi về một cái lĩnh vực đi, chẳng hạn như anh làm việc xong rồi anh lên công ty, anh đi ngang đi dọc, anh nhìn thấy thằng nhân viên này, thằng nhân viên này nó đang vướng mắc cái chỗ này, vướng mắc cái chỗ kia, là lúc đó là bắt đầu mình cái máu nghề nghiệp mình nổi lên, mình ngửa tay mình chân kiểu như vậy. Mình nhảy vào, mình sẽ chỉ cho nó em phải làm như thế này, em phải làm như thế kia. Nhưng mà cái đó giải quyết, ví dụ mình có thể giải quyết được công việc ngay lúc đó, nhưng mà nó đâm ra cái dở là cái người nhân viên họ sẽ không có tự sáng tạo được. Thì thay vì như vậy, mình phải chuyển cái mindset của mình là từ cái gọi là tư duy về process, tức là cái cách làm, chuyển sang cái tư duy gọi là về kết quả. Thì cái đó là một cái gọi là em nghĩ là cái chuyển đổi mấu chốt luôn á. Thì khi mà em chuyển sang cái tư duy kết quả đó, thì bắt đầu là em chỉ hướng đến cái mục tiêu em muốn là cái gì, và em đặt cái mục tiêu đó cho các cho các cái bạn làm cùng với em, rồi để cho các bạn tự nghĩ ra cái phương án để mà làm cái đó. Thì nói chung là anh hay là bất cứ ai làm việc thì đều mong muốn là làm sao mình làm tốt nhất, đúng không? Lúc nào mình muốn là mình làm tốt nhất cái công việc của mình, chứ không có ai mà kiểu mà làm nghỉ để làm sao cho mình chạy lười rồi mình làm cho quả nó tồi tệ đi kiểu như thế. Thì mình nếu mà mình tin tưởng vào cái người nhân viên của mình á, mình đặt ra ra gạch như vậy rồi cứ tin tưởng là họ sẽ làm hết cái khả năng của mình á, thì họ lúc đó họ mới tự do mà phát triển được, họ sẽ làm được theo hết cái phát triển hết cái khả năng của họ. Anh nghĩ cái đó nó khá là quan trọng, bởi vì thật sự để mà làm được cái chuyện đấy em phải rất là dũng cảm, và em thật sự tin tưởng vào nhân viên của em. Tức là nó phải qua cái quá trình tuyển chọn rất là kỹ, và hơn nữa là em phải hiểu từng đứa một ấy, mới thả tụi nó làm. Bởi vì nhìn chung cái anh cũng đi làm 5 năm ở Việt Nam, thì anh thấy rõ ràng là anh đi làm trong môi trường giáo dục thôi, nhưng mà có một số trường tư cái cách quản lý của họ nó kiểu như là người ta nhìn theo sếp để người ta làm việc, và người ta hoàn toàn không có một cái sự tự do nào, một cái sự sáng tạo nữa hết. Tức là cuối cùng thì quay lại nó trở thành cái chuyện là bây giờ làm gì đó nó cũng phải chờ sếp chỉ đạo ý kiến, giống như em hiểu là giống như bây giờ đi làm cái đấy mình thấy trước mặt mình đó mà. Bây giờ làm gì báo chí nó bảo bây giờ muốn làm gì phải xin phép đồng chí này đồng chí kia đó mà. Tức là đây là vấn đề về quản trị đúng không? Mình thả ra tự do thì người ta càng sáng tạo hơn, mà anh nghĩ đấy là cái điều mà em học được ở nước Mỹ đó. cái đó thì là ở Mỹ cũng vậy, nhưng mà tại em có một người mentor rất là giỏi nữa, cho nên là học hỏi được rất là nhiều từ mentor. Nói chung là làm kinh doanh thì nên kiếm cho mình một cái mentor, mà không kể kinh doanh mà tất cả các cái lĩnh vực gì cũng nên có một người mentor. Ok, thì như là mentor giỏi là một chuyện, nhưng mà như mình cũng phải, ý nói là mình phải xây dựng được cái đội đấy, mình tốn khá nhiều thời gian, và cái đội đấy nó mới thực sự là đáng tin cậy. Ok, thế thì anh nghĩ cái chuyện nó là thú vị rồi, và hiển nhiên bây giờ em có rất nhiều thời gian rảnh đúng không? Em có thể ngồi cái chuyện là điều hành công ty, công ty nó hoàn toàn có thể tự chạy được khi không có em. Và đấy là cái lý do mà em quay lại cái con đường theo đuổi lại con đường âm nhạc. Thế thì em có thể kể sơ qua cái câu chuyện là em thi vào cái học viện Berkeley đó như thế nào? Cái học viện đó làm sao, em thi bao nhiêu lần mới đổ, và nói chung là cái motivation nào mà để em bắt đầu là quay lại cũng được. Thì em thi Berkeley thì em chỉ thi có một lần đó, và nói chung các trường nhạc ở Mỹ thì em chỉ tìm hiểu đúng mỗi thằng Berkeley đó, và em thi một phát rồi đầu luôn. Thế à? Em học là học học cái gì?
em học về ngành biểu diễn guitar. À, biểu diễn guitar, nhưng mà guitar kiểu gì? Thì nó là biểu diễn guitar chung thôi. À, chung nhưng mà em thì em định guitar điện. Chơi guitar điện. Thế thì giờ nếu mà em đi học rồi thì công ty định điều hành như thế nào? Công ty thì hiện tại thì nó vẫn chạy. Thì bây giờ em có ở Mỹ hay em có ở Việt Nam thì nó cũng như nhau thôi. Vì mọi thứ nó đều online hết rồi. Và nói chung là em có cái đội ngũ các bạn làm cùng với em. Em rất là tin tưởng cho nên thành ra là mọi thứ em cũng giao phó các bạn quyết định 100% hay không có. Mình cũng không có can thiệp nhiều. Chỉ có những trường hợp nào mà nó cần thực sự cần thiết đến mình thì lúc đó em mới nhảy vào thôi. Thì thấy thì giống như em bảo là thay vì em quan tâm đến cái process thì em quan tâm đến cái kết quả hơn, mình không quan tâm đến cái process nhiều. Ok, thật ra cái câu chuyện của em ấy nó có thể nhiều người quan tâm, em biết vì sao không? Bởi vì bây giờ ấy, có rất nhiều người muốn qua Mỹ, như bạn bè anh ấy, vài đứa bây giờ thầm nó có trong tay, nói chung cũng tiền tỷ Việt Nam thì anh nghĩ bây giờ rất nhiều người có, và nhiều người ta làm, vì bạn anh nhiều đứa làm tốt thì nó cũng định qua Mỹ, và nó chọn cái phương án nhiều người một số người qua đầu tư chẳng hạn, thì người ta qua đây đầu tư lấy cái thẻ xanh, sau đó người ta vẫn điều hành ở Việt Nam. Dĩ nhiên là cái khó là ở chỗ là mình phải làm sao mà điều hành để mọi việc nó trơn tru cho nó tốt. Anh nghĩ đó là cái đó. Cho dù em có xây dựng một cái văn hóa tự do trong cái công ty của em, nhưng mà để giữ vững cái độ tăng trưởng á thì nó cũng là một thử thách, đúng không? Cho nên là cái khâu chọn người quan trọng. Tại vì em cũng biết một số người họ ví dụ như họ có công ty đó nhưng mà họ không thể tách ra được, tại vì họ thiếu cái người gọi là thân cận. Họ thiếu người thân cận, thiếu người thân cận và không thực sự tin tưởng nhân viên, cho nên là họ không thể tách. Đúng rồi, với lại một cái nữa là họ thiếu cái sự tự động hóa. Thiếu cái sự tự động hóa mọi thứ bên mà bên kiểu như bên anh thì kiểu về công nghệ thông tin thì cái việc tự động hóa nó lại thành là cái sở trường. Ok. Rồi thôi thì cái câu chuyện công ty anh nghĩ như vậy nó cũng có đủ thông tin rồi. Bây giờ anh muốn hỏi kỹ thêm về cái học nhạc của em này. Bây giờ ok, em muốn quay lại cái chuyện học nhạc để em theo đuổi cái đam mê từ nhỏ của em, đúng không? Như gia đình em là có mẹ đi làm văn công ở trong quân đội. Thế thì cái mục đích của em đi học nhạc, em bỏ ra rất nhiều tiền để em đi học, thì sau này em nghĩ rằng em có thể sống nhờ cái guitar đấy em lấy lại cái tiền đi học không? Em nghĩ là nó cái đầu tư lời nhất là đầu tư vào học tập, cho nên là thành ra là mà học thì nó có nhiều thứ để học. Học cái gì nó cũng bổ cho anh đấy. Thì ví dụ như là nếu mà anh biết là có ông Nguyễn Hữu Thái Hoa, là ông đó là ngày xưa là CSO của FPT, là Chief of Strategy Officer. Thì em nghe ông đó là cái tin một lần em rất là ấn tượng. Tức là hôm đó nói về một cái vấn đề mà ông có hai ý để tin bài. Thì cái ý đầu tiên ông lên ông bảo như ông hát bài. ông hát một bài, hai bài nhạc tin, ông hát rất là hay. Xong rồi ông bắt đầu mới dẫn từ cái bài hát đó ra một cái ý đầu tiên ông muốn nói. Xong cái ý đó thì ông kêu thêm một ca sĩ nữa, hai người lên song ca. Rồi ông nói một cái ý thứ hai mà ông nói rất là hay, ngồi nghe là mê luôn. Xong rồi em mới hỏi là kiểu như anh là CSO, tức là Chief of Single Officer hay là gì? Ông bảo không, Chief of Strategy Officer. Thì ông thì tức là giống như ông Nguyễn Hữu Thái Hoa là cùng một kiểu mà hình mẫu mà em muốn hướng tới đó. Tức là mình vừa giỏi về kinh doanh, vừa giỏi về tinh thông về rất là nhiều thứ, nhưng mà cái đời sống về tinh thần, đời sống âm nhạc của mình là cũng rất là rất là ông rất là giỏi đó. Tức là ông là ca sĩ thực sự luôn, chứ không phải là tiếng đâu. Tức là ông là người mà hát nhạc tình là nhiều thứ nhất thứ nhì ở Việt Nam, nói chung là ngang ngửa với lại lý. Và ông rất là am hiểu, nếu mà anh search trên YouTube thì anh sẽ thấy là ông đó là không chỉ nói về kinh doanh mà còn nói về âm nhạc nữa, trên cả cái kênh truyền hình luôn á. Và có những cái ví dụ như ông qua Nhật, ông chia sẻ về bài diễn xưa chẳng hạn, thì bên cái bài diễn xưa đó là người Nhật họ nó đối với người Nhật đó là bài nước ngoài mà nổi tiếng nhất ở Nhật. Nhưng mà họ hiểu sai hoàn toàn về cái bài diễn xưa đó, thì ông mới giải thích lại.
trong trong cái quá trình đi, đi công tác ông giải thích lại, thì xong sau khi mà ông giải thích xong cái bài đó xong á, thì ông ký được 5 cái hợp đồng. Thì như vậy là có nghĩa là có nghĩa là hai cái nó bổ trợ cho nhau. Ok, nó bổ trợ qua bổ trợ lại cho nhau. Ok, như vậy thì mình có thể mong đợi là trong một hai ba năm nữa chẳng hạn, là thấy một ca sĩ, một nghệ sĩ nào đấy đánh đàn guitar xong rồi trong ở phía sau đó là cái túi cầm hợp đồng đúng không? anh nghĩ đấy là cái khả năng rất là cao đấy. Vì nhất là trong thời gian em ở Mỹ, anh nghĩ là em sẽ hiểu kỹ hơn nữa cái thị trường ở Mỹ. Bởi vì dù gì ở Mỹ em làm với Mỹ, nhưng mà dù gì qua Mỹ mình vừa học nhạc mình vừa tìm hiểu thì mọi thứ nó sẽ kỹ hơn. Và anh nghĩ cái mong ước của em như bắt đầu thời đi học ấy, là em lại làm cái stop ở Mỹ thì sẽ là một câu chuyện thú vị sau này đấy. Ok, và cuối cùng anh nghĩ cái video nó cũng dài rồi, hiển nhiên rất nhiều điều muốn trao đổi tiếp, nhưng mà anh thấy nó cũng rất là thú vị và nó cũng khá dài, thì hy vọng là mọi người, đặc biệt những bạn trẻ, những bạn mà có dự định sợ nhất là chuyển ngành, làm startup hay là làm gì đó. Và cái quan trọng nhất trong cái buổi nói chuyện hôm nay, anh thấy là em rất enjoy cái cuộc sống của mình và cái giá trị em theo đuổi. Thì cả trong cuộc sống và cả trong cái công việc của mình đó là sự tự do. Và nói chung là anh chúc em là thành công trên con đường học guitar, kiếm được tiền trong guitar. Hiển nhiên là không phải là kiếm được nhờ chơi nhạc, nhờ tiền cát-xê mà kiếm được sau đó. Ok, em có nhắn nhủ gì với các bạn trẻ không? Để trước khi mình kết thúc. Thì em nghĩ là nói chung là có kiểu như trong cuộc sống của mình có một số cái quan trọng, mà em nghĩ có ba cái quan trọng. Thứ nhất là tài chính, thứ hai là sức khỏe, và cái thứ ba là giáo dục. Đó, thì mình phải làm sao mình phải cân đối ba cái đó thì mình phát triển hoàn thiện cái đời sống của mình mà mới thoải mái được. Nhưng mà trong ba cái đó thì anh thấy là cái giáo dục là cái quan trọng nhất. Cho nên là có mình, ví dụ mình có tiền, mình có thời gian thì mình có thể mình nên đầu tư vào cái việc học tập. Đó, nó không phải là chỉ có tiền anh mới đầu tư vào học tập được, mà ví dụ anh có thời gian anh cũng đầu tư được. Và có bây giờ học tập thì nó rất là dễ, trên mạng đây, trên YouTube rồi trên sách trên đồ này nó đây, nên là mọi người cứ phải học. Ví dụ mình muốn tài chính minh mạnh thì mình phải học làm giàu. Mình muốn mình có sức khỏe tốt thì mình phải học những cái gì liên quan đến sức khỏe, học võ, học vẽ, học ví dụ như học gym, học đồ này nó các thứ, tất cả đều phải học hết. Từ đầu tư vào học hành thì cái đó là cái có lời nhất. Ok, còn muốn có một cái sức khỏe về mặt tinh thần thì nên đi học nhạc đúng không? Đúng rồi. Ok rồi. Đấy nhá, anh cảm ơn Hùng lần nữa và chúc em mọi chuyện rất là tốt đẹp trong tương lai, và hy vọng là gặp em ở Mỹ, anh em mình phải uống bia bên này mới được. Dạ. Nói chung là hẹn gặp lại anh trong thời gian ngắn nhất. Ok nhá. Rồi. 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 R